Nè bà to thiệt luôn nè bà. Bạn à, vẹn bà to ní miền rừng môi luôn nè chè. Miền nà cô bà diêm nâu cô đào nâu vẹn ngọ. Và cô thân ạ ra cho dụng mạnh nâng. Bà đôi xa tài quạt chỉ mô tô nâng đôi rụp hiệp ở sở vấn. Có tự bốc chỉ mùi nâng rụng mọ. Bà bạc thân mình ọ. Thân mình múc bạc ọ linh mọ. Bà ní rương này cô ơi rụng thuật hơi về đôi chỉ rương mũi trong sao ấy đấy luôn nè rương nhàng mạnh trẻ bà bộ rõ mà nè nâng trâu ban sạch trầy chìa bộ bốn nâng prap tha phát đây được bỏ quạt nâng thưa chìa nâng cô ba nâng cô đào tì pi dìm nâu bà bộ rộng đi chìa vẹn bà quạt bà bò tàng chiết sở văng nâng tự bốc bì krau yà rà mọ nâng bà đua bà thân mình mục ở linh và mục thân mình mục chìm nay yà rà mọ mô tô nâng bà bà rụt kích tự bản nên đua sờ lọp bà đây miền tân an tiết bạn hãy cứu thân nạn đi luôn nhá bạn cả làng cả vì vì liêm ông trầm buồn nâng đập để tiêu dùng mạnh nâng bạn nợ tam mà đòi plau sạ pon đô si mục po họ đặt ba cả cáp po cả cáp sừng cắt cả cáp khăn po san chê bạn đây là tam trầm hộp bị đập bông nữa tập bộ đây cái này cái này cả hai nâng kinh dây tha bộ đó để chuyên rồng cứu nâng chi mô tô cục chung hà sập bà bò tự bệnh bẹt sạ lê cần đal mùi đi sam bầm pơ đập bay tại mình ai nhỉ con nong sát than đập hiệp sờ văng chênh pi thưa cá tập lọp tập tèo vinh bà đang gọi đạn nền na đèn tịnh nhở con nong tự đau pi lệch tập cá pi cá tập lệch khăn nặng một đo chấm nói khăn lưới còn rê chừng cố nó tự bốc pi cao giờ là mỏ nó mô tô luôn mình đa lại gọi đua nó bạn thân mình một sờ lọp thấm nên nâng cả lại cả hai tầm đòn bản tai một bộ quân đã bỏ này còn dây che quạt tha môn pil cao hai nâng ở đây đã bỏ quạt nâng tu sạp một quạt tề mau thả ôn na ôn ai nấu te nhâm bài hai nấu thả hai ai ôn ai chọn nhâm ấy bằng tình phi nha và quạt tề về làm chăng hai bộ quân này thả bọn ai mau 300 tinh ấy phi nha đi bộ quân bài hai ai ở đây tại bọn ai complete tinh nhà thằng nam chưa thưa mấy nhà ôn phong bà thằng nam sư thưa mình bà tình thằng nam sư thưa mình chân chăm bong tình ao dân bọn tao lâu ấy bà đọc bê đau mô mà giật tốt bà man chê chiên cả làm máu sắp ta lưu tu sạp rô mà đoàn tiết bà lưu tu tu sạp rô mà đoàn tiết kì bà hạp mô cái tham bong bôn bong pro ni mến bà nâng ngay lệch nâng ngay mạch bà đây nhau mạch ấy đắng bà đây bong sạ lọc bà đây quạt phía nhạc bà ơn mong quạt phía nhạc bà ơn quạt tham nhá tê một khi nhóm mình đã ôi tinh thân nam chư thân mình sạp tà lâu kì phía mô vinh tha ở miền bàn tinh thân nam chư thân mình ấy quạt cô thân nạc dài cho quạt bạc thân mình quạt ở bà đây quạt chư thân mình đã tàu chân tàu và tạm bất quạt sà lành bà bôn và hai bà tay thân mạch về chị ạ cô xo chẳng ạ bà nó chỉ ủ bắt về hết mưa ạch khơi và quạt cổ thân nặng đời xa tại quạt bà tự bốc cơ tuy là mọ bị kháng cao thì phải chỉ mưa mình khơi như tao mô tô cũng bril bril phong bà chẳng bà bốn nó hú chất mong bà ơi bà đây tinh thân nam chư thân mình nhá bà chỉ bà đây nó ọt thân mình mục ở linh bà về tao dây chân tao bà bị hụt chết á và tờ rương mối tiệt cho tờ rương cả này mối tiệt ní đài nề ri mà nẹ nâng quật sợ khăn xong xa đại bài chật miền mây quật pon pong lột bị lừa a kia chọn ti bà mối đầm bay sầm lạp khuôn nề ri mà nẹ nâng khăn xong xa bài chật miền mây chả có lang tờ lừa bằng ôi chọn ti pram chả đạ chướng phẩm giống cho cáo bằng rong lột sầm lạp khuôn tờ dự với chân chỉ xong xa ông vô luôn luôn chập bay lược cho mà bình hạt cá này cứ cả lang nư vợ bên ca trong rùm mơ có ca bì vừa liền mong bàm bôn bước ngay tìm xăm sắp ưu phía nơi bà tè lệ mở rồi phải bấy bằng tục chôn tì bà mùi chà mơ hà vị thầy Campuchia kraum cây mở rùm tôn mộng nâng ạ kì bì ếp nông phần cắt mở rùm khăn bàm bì mạng gà mà chà bà hô bà mên bì phà mạng tạ kết ở đăng thay nè rì bôn bông thuộc ạ tạ kết lột phùm lạp khuôn miên chmô thạp bơ linh đá ạ dụ nâng mà phái
អាយុនឹង 25 ជាបុគ្គលិកជាបុគ្គលិកក្លឹបកំសាន្តរីឯអាយុជនជាសង្សាមានឈ្មោះថាអុកសុភាអាយុ 32 ឆ្នាំធ្វើការនៅក្លឹបជាមួយគ្នាផ្នែកក្រឡុកស្រាអឺហ្វ្រាអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកាត់ហេតុខាងលើជាមួយគ្នាចាហើយប្រភពរដាបន្តទៀតថាសង្សាមួយគូនេះស្រឡាញ់គ្នាជាមួយឆ្នាំមកហើយនឹងមានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាមួយគ្នាទៀតដោយសារតែការប្រច័ណ្ឌរបស់នារីជាសង្សាចាក៏បានប៉ុនប៉ង សម្រាប់ខ្លួនម្ដងរួចមកហើយថែមទាំងបានចាក់ចេញទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងមួយរយៈទើបបីខែកន្លងមកនេះចានាងបានត្រឡប់មករស់នៅជុំគ្នាជាមួយនឹងសង្សារគាត់វិញដែលឡែកនៅប្រកាសហេតុនេះពេលនាងភ្នាក់ពីដំណេកវិញស្រាប់តែបាត់ទូរស័ព្ទរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងខឹងមួម៉ៅកើតក្តីប្រច័ណ្ឌសង្ស័យថាសង្សាររបស់នាងនឹងជាអ្នកយកទូរស័ព្ទនោះទើបធ្វើឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងសង្សារ ស្រាប់តែនាងហក់ឡើងទៅលើបង្អួចអង្គុយដាក់ជើងសំយងចុះក្រោមប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនធ្វើឲ្យយុវជនជាសង្សារនឹងអង្វរលន់តួនឹងធ្វើការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនាងទើបផ្ទុះទៅបីឱបនាងដាក់ចុះមកក្នុងបន្ទប់វិញ ចាហើយហេតុការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សម្នាចំរួមមើលទាំងផិតភ័យខ្លាចនារីរូបនោះលោតសម្លាប់ខ្លួនពីជាន់ទី 6ដែលមើលទៅខាងក្រោមទៅគឺគួរឲ្យព្រឺក្បាលមែនទែនចាលុះពេលដែលនាងសម្រេចចិត្តឈប់លោតវិញទើបធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាគាត់ធូរទ្រូងបន្តិចទៅចាបាទហីមកគាត់មកអង្គុយយ៉ាងមើលប្រមាណជាន់ណាដូចជា 6 ជាន់មកអង្គុយធ្វើយ៉ាងស្រួលតែម្ដងបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងទេ ដែលព្យាបាលដើម្បីឲ្យបេះដូងរបស់នាងជាមានតែសង្សារនេះទេទៅព្យាបាលបាទដើម្បីលួងលោមនៅនាងថាបងឈប់ធ្វើចឹងហើយអូនជឿចិត្តបងចុះបាទអញ្ចឹងសូមអូនឈប់ទៅអង្គុយនៅកន្លែងនៅយ៉រខាងមុខឯងមិញហ្នឹងហើយនៅលើមាត់ប្អូនត្រង់ទៅមកអូនទៅយងជើងអញ្ចឹងមកទៅហើយធ្វើសួរថាស្ត្រីគាត់ហ៊ានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គិត ថាវាតបប្រមល់ទល់បទូលលែងគិតអីចេញណាបាទមានតែសម្រាប់ខ្លួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងសង្សាររបស់គាត់នឹងបានទៅព្យាបាលបេះដូងនាងហើយបាទមិនមែនយកទៅព្យាបាលនៅខាងជាងម៉ូតូទេបាទកុំប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនអីបន្តនៅការចឹងបន្តនៅការជួបជុំគ្នាទៀតទៅហើយយើងដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតយើងភ្លឺស្វាងមានតែរួមគ្នាទៅបាទហើយទៅការតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជួបជាមួយឪពុកម្ដាយទៅម៉េចរស់នៅតែពីអ្នកអាយុតទៅទៀតទេចឹងទ
តើតែមួយទៀតទៅមួយទៀតចារឿងមួយទៀតគឺជាករណីទូហ្វេហ្វាយភ្លើងឆេះផ្ទះទើបនឹងរៀបចំបើកលក់ដូរគ្រឿងអគ្គិសនីនៅក្នុងភូមិសន្សំកហ្វាល់ 2 ចាអរអបជាហ្វ្រែឡើយយើងរូបយើងអត់តនណាឥឡូវយើងសូមទៅរឿងមួយទៀតចាដែលជាករណីបន្តនេះយករូបភាពណាដែលបង្ហាញឲ្យទូទាស់នៃជនបានឃើញសិនបាទនេះដោយសារតែយកមកយឺតមិញចាគឺខត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនបាន 4នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់និងប្រុស 3នាក់ចាអគ្គបញ្ជាការកងឯកភាពខណ្ឌហ្វែនសុកបានចុះធ្វើរដ្ឋបាលឃាត់ខ្លួននឹងជនសង្ស័យជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាបាន 4នាក់ហើយក្ន
ជនសង្ស័យទាំងបួននាក់នឹងរួមមានទីមួយនឹងឈ្មោះតាំងលីហួរភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទីពីរឈ្មោះថាច័ន្ទដារិទ្ធភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំទីបីឈ្មោះថាហ្វ្រៃវងភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះថាសុករា ចាគឺសុកវ៉ាភេទស្រីអាយុនឹង26ឆ្នាំអ្នកទាំង4គឺស្នាក់នៅជិតកន្លែងកាត់ហេតុហើយប្រភពព័ត៌មានពីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាឲ្យដឹងថានៅវេលាមកខាងលើអគ្គបញ្ជាការកងឯកភាពខណ្ឌហ្វែនសុកក៏បានចុះធ្វើរដ្ឋបាលនៅចំណុចខាងលើបញ្ជាការឯកភាពមានអគ្គនេះបញ្ជាការឯកភាពរបស់ខណ្ឌ
bà cha tôi cha kẹo mình chia ca nó từ thằng tôi xuống cha cứ cần nạ mình chia ca con ai kịp hiệp cha mình chia ca ai kịp hiệp tàu cha bà ban cho thưa ro thợ ban nơi chừng lại khăng lơ có phạm tai bờ tè khơi chôn sang sai tặng bồ nẹ nó có bông tại prapra kinh nhiên nơi không bận tụng từ phần mặt kết thưa ca cột bụi bán cha rôm chim muỗi nó ôp co chuột muỗi chim non tiệt chừng này tham nhiên chôn sang sai ban chuột ở từ hơi bà to to tiệt quạt thằng bồ lý thư ca đang ta bà lặng bệnh nhiều chụp mà quạt prà prà tham nhiên chà rương môi tiết cứ chạy cả này cứ thân nạn chả ra chó đài chi mà tôi lươn pê nhắn có chú rô tự bốc bì cao rồi dân công tình nớ đài kê chạp phrắng ở rong chăm chụp lương tộc chà rồi dự ơ dự vật chân mà nẹ nắng có mặt rong rượu bù ở tôl bọ ngớp ọt rút khẩn nạ pê đài chi mà tôi lươn pê chú rô tự bốc bì cao rồi dân công tình nớ đài chạp phrắng chụp rong chăm lương tộc trở lại bay tam lời lấy trăm rồi cao phẩm trăm bấy phun tầm nốt phần cắt nông pin thay mấy khăn phèn phong nơi màu ở đập muối nắng phan phần mệt tì ngày trăng tập hợp bờ miền đồ đai ở đăng tham một tô phơi sực ký ra ở hai giờ tế bỏ khăm ở bẹ phạ lấy nông pin muối tế bấy bòn trăm thuở đầm ná tam lời lấy trăm rồi cao phẩm bấy bị chân từ tập bông không lựa bươn lươn ra chơi ở chơi pe có tập bọc bị cào ở chân công thân ở bọc tây mệt chân nốt phong bẹ phạ lê có đập mùi học pháp phơ bờ bầy đại cổ phong tài chốt rong chăm phương tộc mà đào ở đua tôn bọ ngược bọ ruột hay mà tô vẫn cứ tịch phần này khẳng mục chả bà chả là dừng tên mà rưỡng tiền chả cứ ở trẻ cả đằng này đã chi lươn chứ rô đôi khí ní cứ chi lưu ở chi mà tô lươn bê chứ rô tự bọc nâng con rột dân cổng phong tài bọt chất phát tờ hào ý đua bọc nâng rột dân rong rô phra chả rột dân long cử phơ bọc mạc bọc bọc đại bà rò mẹ đại kê phô quà tha chị ông nhà mà nè chả cầm bông tại bọt quên chật bọt hào ý nô có pháp tay mà tô phê mà rô mà phê pram phê rì bì bọt đập bì bọt khám ai chị lươn pê có chạp phrang bằng tón chứ rô tự bọc con kào rồi dân chùm hiền kháng phá đắm bằng đá lại đuộc